Xin chào cả nhà nhá, lại là mình Thế Lòng Xe Điếu đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món dồi mỡ truyền thống nhá. Nguyên liệu hôm nay thì mình sẽ bao gồm tiết này, lòng già, thịt băm, rau thơm. Đấy, hôm nay ấy, rất là nhiều bạn góp ý là cho rau này rau kia vào ấy. Mình chuẩn bị gọi là một rổ rau luôn. Từ lá mùi tàu này, nhiều bạn thích lá mơ này, bạn lại thích lá xương sông, rau ngổ đấy. Nhiều nơi cũng cho lá cúc tần, bảo mua anh xíu thôi nó làm cả bó được cả nhà. Đây, có thêm cả húng chó nhá. Đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm chi tiết. Bác nào mà bố vợ thích ăn lòng dồi ấy, thì vào tham khảo ngay nhá. Đấy, làm xong bố vợ ăn ngon quá ấy, nhớ cảm ơn mình. Làm món dồi mỡ truyền thống ấy thì cái mỡ rất là quan trọng. Nhiều nơi làm mỡ chài nhưng mà mình sẽ làm bằng mỡ lòng mọi người nhá. Ăn nó rất là giòn và không bị béo. Làm món dồi bằng lòng già ấy ăn cũng rất là ngon nhưng mà khâu sơ chế là rất quan trọng. Đấy, mình thấy nhiều bác cho vào cái vòi ấy để xịt ấy thì nó không hết sạch được đâu. Khi làm ấy thì mọi người chú ý lộn ra nhá. Lộn ra để bóc cái lớp mỡ đi. Đây, anh em nhìn này. Đấy, có những lớp mỡ nó sạch nhá nhưng mà có những lớp mỡ nó rất là sạn. Sạn bám chặt vào mỡ ấy thì khi mà xịt nước nó không sạch được đâu nên là mọi người chú ý lộn ra để bóc sạch nhá. Đây, mình bóc sạch này, sau đấy thì sẽ cho vào bóp mọi người ạ. Đây, tiện hôm nay có lá cúc tần ấy thì mình sẽ dùng lá cúc tần luôn. Còn giả sử như không trường hợp không có ấy thì mọi người có thể là dùng mùi tàu, rau húng chó. Đấy, cho thêm ít quất này, ít muối này vào bóp khoảng 7 đến 10 phút nhá. Sau đấy thì mọi người sẽ sửa sạch. Đấy, để món dồi ngon ấy thì trước tiên chúng ta cần phải sơ chế cái nọ đuôi thật sạch đã. Tiếp theo sẽ là rau thơm mọi người nhá. Đấy, mình cho rất là nhiều loại luôn. Đấy, mỗi loại thì nó sẽ có những cái vị riêng. Bạn nào thích ăn loại nào thì cho vào. Đấy, ngoài ra thì cái hành tím lướng cũng rất là quan trọng nhá. Hành tím khi cho vào ấy thì dồi rất là thơm. Sau đấy thì mình sẽ đi trộn nhân rồi. Đây, mỡ nha. Mình thích ăn họng nên mình cho một ít sụn họng này, cho một ít thịt vai băm nhỏ này. Đây, hành tím thì mình đã băm nhỏ rồi. Bác nào thích ăn lạc thì cho thêm lạc nha. Mình đi ăn lạc nên là cho thêm khá là nhiều lạc. Sau đấy bạn các bạn cho thêm ít tiêu. Sau đấy thì mọi người chú ý đảo thật đều nhá. Tiết mỡ rau thật đều. Đấy, để khi mọi người ăn ấy, không đoạn nhiều mỡ, đoạn nhiều rau ấy ăn nó không được ngon. Khi pha tiết ấy thì mọi người chú ý tiết khá mặn nên là mình sẽ pha cùng nước nha. 1 lít tiết sẽ đi kèm với 800ml nước. Đấy, cho thêm ít mì chính vào, quấy đều lên. Sau đấy mọi người cho tiết vào. Đảo đều rồi mọi người sẽ cho vào cốt nhá. Đây, mọi người sẽ san đều đều nhá, giống như mình đánh tiết canh ấy. Để mỡ nó sẽ không bị nổi lên. Đấy, để khoảng tầm 3 đến 7 phút ấy thì tiết nó sẽ đông vào như này mọi người ạ. Đấy, sau đấy mọi người bắt đầu nhồi. Khi nhồi mọi người chú ý nhá, trần sơ qua cái nõn đuôi ấy để nó săn lại, khi mà nhồi ấy thì nó sẽ không bị phình ra. Đấy, còn cái đầu nõn đuôi thì mình không cần trần nhá. Để cái lỗ nó rộng ấy thì khi mà mình nhồi vào thì nó sẽ thuận tiện hơn. Đấy, rất là nhiều bạn có thể nhồi bằng phễu nhưng mà giả sử như mình làm quen rồi ấy thì mình sẽ nhồi trực tiếp bằng tay nhá. Và mình nhồi quen rồi ấy thì mình nhồi còn nhanh hơn cả phễu mọi người ạ. Đấy, sau đấy thì mọi người sẽ tuần đều ra nhá. Đấy, đừng có nhồi căng quá không nó sẽ bị vỡ. Đấy, sau đấy mọi người sẽ dùng xiên nhá, xiên qua để nó không bị căng quá. Ok rồi thì mình sẽ cho vào luộc thôi. Cái nước dùng này mọi người có thể để một ít nhân nhồi vào nhá, cho vào nước dùng, lúc sau thì chúng ta sẽ có một bát nước xịt thật là ngon. Không biết các bạn hấp hấp giống mình không, mình rất là thích ăn cái đoạn đuôi này nhá. Ngày trước bố mình làm ấy, mình rất là thích cái đoạn đuôi rồi này. Lúc nào luộc chín ấy mình cũng nhăm nhăm cái đoạn này để ăn trước. Đây anh em nhìn miếng dồi này, rất là ngon, béo ngậy luôn cả nhà. Làm vài miếng dồi xong làm thêm bát nước xịt nữa. Thời tiết hiện tại đang se se lạnh ấy, bạn nào rảnh ấy có thể tham khảo công thức và nấu cho mọi người ăn nhá. Cảm ơn cả nhà nhiều.